Hồng Duyên xin chào anh chị. Đó, anh chị thấy chương trình thu cũ đổi mới của Hồng Duyên diễn ra thì anh chị thấy là ai cũng tới đổi. Tại vì giá lần này nó rẻ quá anh chị. Giá lần này đúng nghĩa là rẻ, giống như là những cái sản phẩm mà siêu hot. Là anh chị thấy máy khoan, thấy không? Rồi máy mài. Máy mài đặc biệt là cái máy mài SG7001 này nè. Cái máy nhỏ xíu anh chị mình nhìn cái máy nha. Cho nên là em nói là cái máy này nó bảo hành tới 2 năm. Ai cũng tới đổi cái máy như vậy mà còn có 545.000 anh chị. Anh chị nghĩ cầm cái máy nhỏ gọn vậy mà công suất 750W, bảo hành là 2 năm, mà bảo hành trong 24 giờ luôn anh chị thấy không? Đó. Ok, cầm rất nhỏ gọn để anh chị mình có thể cắt, có thể mài mà cầm một cái máy đưa lên cao độ kiểu cầm lâu đỡ mỏi tay. Có cái máy này nè, bảo hành 2 năm như vậy nè, SG7001, 750W. Anh chị khi đổi chỉ trả có 545.000 nên ai cũng đổi. Từ tỉnh tới thành phố, anh chị nào cũng tới đổi con này. Đặc biệt là cái mẫu này rất chạy ha. Đó thì anh chị mình nên là đổi, còn lại một ngày mai nữa là hết cái chương trình nha anh chị. Hết cái chương trình thu cũ đổi mới của The Watt. Thì nhớ anh chị ở tỉnh đó là cứ gọi về cho số điện thoại trên màn hình. Mấy bạn nhân viên sẽ hướng dẫn anh chị cách thức để anh chị đổi được cái máy như vậy. Có 500 mấy thì nó rẻ như là mình đi mua hàng cũ. Thay vì một cái máy mình hư mình đi sửa 200-300 ngàn, bữa nay mình sửa chỗ này máy hư chỗ này, rồi mốt nó hư chỗ kia. Đó cho nên là bây giờ mình có 545 ngàn, anh chị mình có cái máy tội gì đi sửa làm gì nữa, tội gì đi mượn cái máy làm gì anh chị. Cầm máy nhỏ xíu à, những chú lớn tuổi 60-70 tuổi cầm cái máy này cũng còn được nữa, tại vì nó nhỏ xíu à. Ok ha, cái mẫu này quá ngon rồi. Nhớ anh chị làm nghề mà lớn lớn mà làm mà đồ nặng đồ các kiểu đó, cắt bê tông đồ các kiểu thì anh chị mài sát đồ lớn đó. Ok, mình chơi mẫu này lớn hơn của Stanley. À, cái mã này là SGM145, công suất tới 1400W, xài đá tất 2. Nói chung là mới full hộp, nó sẽ có bảo vệ khóa mở đầy đủ nha anh chị. Full hộp mới của hãng mà. Mà giá nó còn lại có 840.000 trong lần này anh chị. 840.000 anh chị có cắt đá đồ vô tư rồi, cắt tường, cắt đá, cắt bê tông. Đó, nó rẻ hơn hàng bãi đúng không? Nó rẻ hơn hàng bãi nha. Đó, ok. Anh chị mình thấy hôm nay Hồng Nhiên sẽ có rất nhiều chương trình. Song song là chương trình The Watt, Hồng Nhiên có những cái chương trình giống như là giảm 10% cho các hãng, là giống như là hôm nay Hồng Nhiên sẽ giảm chút xíu, Hồng Nhiên giảm mấy này cho anh chị mình coi ha. Rồi, ví dụ như anh chị mình thấy những cái máy pin chẳng hạn đi. Thì ví dụ như anh chị mình thấy máy pin của The Watt DCD999 như vậy. Lực nó 128 N, con này là đỉnh cao của The Watt chứ đâu phải tầm thường, đúng không? Nhưng mà giá lần này anh chị mình thấy chỉ có 3.1 triệu. 3.1 triệu con máy này. Sắp tới thì The Watt thì nó sẽ có một cái chuyển hướng là nó tăng giá tới mấy chục phần trăm, không biết thị trường sẽ bán như thế nào, nhưng mà mình chưa biết cái thị trường sau này làm sao, nhưng mà hiện tại đang rẻ thì mình mua. DCD 99 có thể xài pin pin 60V anh chị, 20V, 60V nữa kiểu anh chị mình chơi được hết nha. Ok, đó là DCD 999 full hộp. Tất cả đồ của The Watt thì bảo hành 3 năm, đồ của Stanley bảo hành 2 năm anh chị nha. Rồi xong tới cái máy pin thì lần này anh chị mình thấy máy pin ba chức năng của The Watt, thấy không? Ba chức năng của The Watt thì anh chị mình thấy cái mẫu như vậy. DCD 709 tức là mẫu này ba chức năng luôn. À, đầu 13 ly, lực 65 N là anh chị mình xài vô tư hết rồi, 13 ly mà. Đó, ok. Giá còn có 1.398.000 anh chị. 1.398.000 con máy như vậy kiểu gì không chơi được. The Watt nhưng mà nó rẻ, bèo bèo giống như mấy hàng Trung Quốc bình thường rồi. Mặc dù bây giờ cái gì hãng nào nó cũng lắp ráp Trung Quốc, nhưng mà đây là thương hiệu của Mỹ. À, bảo hành tới 3 năm lận anh chị. Ok, DCD 3 chức năng ha, DCD 709 3 chức năng. Thêm một cái nữa, Hồng Nhiên chỉ giới thiệu sơ sơ lại những cái mã mà đang chạy hot. Thì Hồng Nhiên giới thiệu chứ nó thật sự có rất là nhiều mã anh chị nhớ không. Rồi, DCF850 nguồn băng dích cũng là rất là dữ dằn của bên The Watt anh chị thấy không. Đó, DCF850 thì được gì, nhỏ gọn, điều chỉnh số 123, điều chỉnh cò ha. Đó, nhỏ gọn thôi, có thân tí nậy ha, nhỏ gọn. Như thế này, giá lần này nó chỉ còn lại có 1.925.000. Con DCF850 vậy anh chị thấy nhỏ gọn đẹp ghê không? Đó, ok ha. Giá khá là rẻ. Rồi, máy mài thì hôm qua Hồng Nhiên có một cái lộn giá cho anh chị. Báo con máy này mà thành giá con máy này. Cho nên là nghe nó, mình nghe có nhiều anh chị là vẫn mua con máy này, nhưng mà hôm nay Hồng Nhiên vẫn tính giá là giá này nha anh chị. Hôm qua báo con này nó giảm còn 2.450.000. Nhưng mà thực tế là Hồng Nhiên hôm nay áp dụng chỉ có là 2.163.000 thôi nha.
2.163.000 anh chị. Thì cái mẫu này là DCG405. À, DCG405 nó có hai mã, thì cái mã này là cái mã bình thường, thấy không? Đó, DCG405 bữa nay còn có 2.163.000 thì anh chị mình thấy đồ của đời quá xịn. Một cái máy mài như thế này, tất cả là chạy từ ha, mỗi máy mài như thế này mà giá có nhiêu đây, 2.100.000+ thì quá trời rẻ anh chị, thấy không? Đó, bảo hành cũng là 3 năm. DCG405 tức là full hộp nó có đầy đủ nha anh chị, trước là chưa có pin sạc, chỉ là thân máy ha. Rồi, cái hôm qua Hồng Nhiên báo giá là cái này nè, cái này, nhưng mà tại vì báo giá là đưa con này lên, hôm qua không có đưa con này ra, không? Thì anh chị mình thấy cái máy mài này DCG cũng là 405, nhưng mà mẫu này nó có chữ F, 405F. Thì anh chị mình thấy cái đầu của con máy này không, rất là đặc biệt, tức là nó mỏng lét vậy nè, để nó vô những khu vực hẹp nhỏ, không? Khu vực nhỏ rồi anh chị, pin này hết pin. À, những cái khu vực mà anh chị mình thấy là nó vô những khu vực hẹp nhỏ, với lại bảo vệ của nó là nhanh. Anh chị mình xây qua xây lại, nhấn cái nút này nè, xây qua xây lại rất là dễ. Cái mẫu này ngon nha. Cái mẫu này nó đặc biệt cái là anh chị mình xài được tấc tấc 2. Tuy là nó là 100ml nhưng mà thật sự cái bảo vệ của nó là 1 tấc 25. Cho nên anh chị mình có thể cắt, có thể mài bằng cái đĩa nào anh chị mình bỏ vô được, tấc 25 bỏ vô chơi được luôn ha. Đó, ví dụ như những cái đĩa cắt lớn lớn á, tấc 25 của anh chị bỏ vô cũng được. Và đặc biệt của nó anh chị thấy không, mấy cái đầu kia nó dày nè, đúng không? Đó, mấy cái đầu này nó dày là anh chị mình vô là nó bị cấn, ví dụ như góc hẹp. Còn đối với cái đời này mà anh chị mình cắt trong góc hẹp, mình mài trong góc hẹp thì ok, cái đầu này nó có tí thị à. Anh chị mình thấy điều đặc biệt của máy này không? Có rất là nhiều anh chị thích cái mẫu máy này về để làm cái gì nha? Về để xài những cái chỗ nào mà đầu này nó dài nè, nó đưa ra dài, rồi vô những cái góc hẹp. Rồi thêm cái nữa, mình để mình trưng bày thôi nha, mình chưa nói xài, để trưng bày rất đẹp luôn. Anh chị mình để lên nhìn nó coi cái đầu con cá nhà tán nha, cá mập bò gì, cái đầu nó dài dài. Anh chị mình thấy cái đầu nó rất là đặc biệt đúng không? Nút nhấn nó nằm bên hông, của người ta nằm trên đây nè, nó bên hông ha. Đó, thì cái mẫu DCG405F giá khá là đắt đúng không? Giá hôm nay còn lại 2.450.000. 2.450.000 ha. Anh chị mình phải nhớ rằng đây là chân pin của The Watt D20 The Watt nha. Cục pin đế tông bỏ vô xài được, cục pin Kyocera bỏ vô xài được, cho nên là anh chị mình mua cái này sau này mình xài với lại Kyocera cũng có rất là những cái lợi thế ha. Lợi thế luôn. Rồi ok, giá nó chỉ còn có 2.450.000 cho cái con cá mập bò. Cái đầu nó đang dẹp lép rồi anh chị, nhìn rất là dễ thương nha. Nhìn nó cũng hay lắm ấy. Ok, mình trưng bày đẹp, với lại mình lợi thế là tất tất hai chơi được hết ha. Ok. Rồi, thêm cái nào nữa? Đó, The Watt sơ sơ vậy đi. Tại vì máy The Watt hôm qua Hồng Nhiên cũng giới thiệu cho anh chị nhiều mẫu rồi, các sát độ kiểu. Rồi cái bộ này nè, cái bộ này dành cho những anh chị làm mộc đồ kiểu đó, mũi khoan mà anh chị mình muốn xài là để khoan giống như âm lỗ đồ kiểu anh chị, âm lỗ nè ha, một mũi hai mũi nè, đây mũi nè. Thì những cái bộ này nó vậy nè anh chị mình thấy nè, những cái bộ này anh chị mình nhét cái này vô nè anh chị đó, mình nhét vô vậy cái mình khoan lỗ này, cái nó do được cái lỗ luôn. Thế giờ mình khoan mình âm cái lỗ, âm con vít xuống nó không lòi lên nè ha. Đó, ok, là anh chị mình chơi vậy, cái anh chị mình tháo ra, mình quay cái đầu này lại một cái là ok, mình bắn vít vô luôn ha, mình bắn vít vô vậy luôn đó. Thì ở đây nó có những cái mũi đầu vít thay, rồi những cái mũi này anh chị mình có thể thay vô ha, thay vô được hết luôn ha, ngon lành, dễ, rất là dễ xài ha. Anh chị bỏ này vô hoặc là anh chị kéo lên xoay cái đầu này lại một cái đó là ok, nhét vô một cái anh chị mình xài ha, xoay qua xoay lại thôi đó. Nó có đầy đủ nguyên bộ dày 333.000 ha, đồ nó cực kỳ xịn nha, đồ cực kỳ xịn luôn, 333.000. Rồi ví dụ như cái bộ này anh chị mình thấy nó có 279 món nè, còn cái bộ 27 món là 316 anh chị. Cái bộ hôm qua Hồng Nhiên giới thiệu rồi, hay là những cái bộ 1.4 triệu mấy chục, 1.6 triệu mấy chục, thì anh chị mình thấy nó có nhiều đồ, cái này có hộp úp lại là ok đó. Hồng Nhiên giới thiệu sơ sơ về những cái đồ quát, và bây giờ giới thiệu cái chương trình của Netong. Netong thì lần này ra rất nhiều chương trình anh chị, với lại là nó có một số sản phẩm mới về ha. Thì Hồng Nhiên sẽ giới thiệu cho anh chị một cái cục sạc như vậy, mẫu mới của Netong S20 mới ra luôn. Thì nó có màu xanh và màu xám, giá 220.000 cục. Đây là bán sạc không ha. Còn anh chị mình thấy dụ mà đồ pin nè, hay là đồ điện nè. Đồ điện thì là hôm nay nó lại về cái máy mài mà AGG900 anh chị, 900G đó, thì nó sẽ có cái chức năng là khởi động mềm, chống khởi động lại,
Đây, ở đây là anh chị mình coi. Đây, rồi, rút điện ra, cắm điện lại thì nó không chạy, tức là nó có chức năng chống khởi động lại. Anh chị nhớ là cái công tắc trượt á, thì nó có chức năng là chống khởi động, nhưng mà nó không khởi động mềm, công tắc trượt. Nhưng mà cái 901 á, thì công tắc sau đuôi, nó lại có hai cái tính năng, chống khởi động và khởi động mềm luôn. Nó khác nhau chỗ nào nha? Anh chị mình thấy cái mẫu này em sẽ cắm vô, mình bật lên, nó khởi động mềm lên, mình rút điện ra, mình cắm trở lại, nó không chạy, tức là nó mất điện là nó mất luôn. Khi anh chị mình chắc chắn đã sử dụng rồi, tắt công tắc rồi, tắt xuống, mở lại nó mới chạy. Nó khởi động mềm lên luôn, tức là đây là cái tính năng an toàn của máy Detong. À, đó thì phân khúc giá rẻ nhưng mà nó làm được những cái tính năng an toàn này rất là ok. Giá nó là 660.000 cái. Anh chị phải nhớ rõ là cái nào nó cũng có hai màu, màu xanh và màu xám. Công tắc trượt cũng mới về là hai màu, xanh xám, 660. Công tắc sau đuôi cũng màu xanh màu xám, 660. Thì công tắc sau đuôi nó có hai cái chức năng, khởi động mềm và chống khởi động lại. Còn công tắc trượt chỉ có chức năng chống khởi động lại và không khởi động mềm. Đó, tùy mình chọn thôi ha. Đó là hãng nó ra như vậy rồi. Đó là nói về máy điện mới về thì Hồng Duyên giới thiệu lại thôi. Còn ở đây thì Hồng Duyên sẽ giới thiệu cho anh chị những cái chương trình mới của Detong. Nói chung nhiều dữ lắm nhưng mà hôm nay Hồng Duyên không có giới thiệu kịp. Tại mấy nay là tập trung làm The Watt thôi anh chị. The Watt nó đang chạy chương trình rất là tốt. Đó thì anh chị mình tập trung mua The Watt hoặc đổi The Watt thì quá ngon đúng không? Rồi, những cái máy của Detong thì nó sẽ ra những cái chương trình anh chị mình. Ví dụ như mình mua một cái máy như vậy nè ha, một cái thân máy 2603CB giá 1.550.000, trước tiên là mình mua thân nha, thì anh chị mình sẽ được tặng một cục pin 3A xe tăng, pin 3A được tặng kèm ha, 1.550.000 anh chị ha, là mình được một cục pin và một cái máy. Đó, đại khái là nó tặng mà, mua cái thân máy tặng cục pin. Còn anh chị nói không có sạc làm sao xài, thì anh chị mình sẽ mua vậy nè. Nếu anh chị mình mua 2.1 triệu, 2.1 triệu nha, là một máy, một pin 3A kèm một cục sạc là 2.1 triệu, tặng thêm một cục pin 3A, tức là một máy 2 pin 3A và một cục sạc là 2.1 triệu. Còn anh chị mình nói, ê Duyên, anh muốn có một cục pin 4A, ok, anh chị mình đổi cái cục pin lên thành 4A, bù thêm 100.000, đối với là anh chị mình mua là 2.2 triệu, sẽ là một máy, một pin 4A và một sạc S20. Nhưng mà cục pin 3A là tặng vô, tức là một máy, hai pin, không? Giá 2.2 triệu, một pin 3, một pin 4. Ok, đó là chương trình của con này. Đó, đơn giản như vậy anh chị dễ hiểu. Đôi khi anh chị mình phải ghi lại chứ Detong nó ra chương trình thôi. Thật sự em nói thật sự nha, nhiều nhà bán hàng cũng hỏi tới ngớ luôn, lú luôn. Đó, cho nên là em cũng là anh hùng xạ điêu rồi đó, em nhớ được. Em nhớ được mấy bộ thôi. Rồi, tiếp cái nữa thì anh chị mình thấy là ở đây là anh chị mình thấy cái mẫu máy là máy rửa xe ha, máy rửa xe của Detong. Thì cái mẫu này á là anh chị mình thấy nó chạy từ 1405, đây là rầu mắt, đây là phiên bản dòng cao. Bình thường anh chị mình thấy giá 1.500.000 ha, giá 1.500.000. Thì bây giờ anh chị mình mua nè, một máy là chỉ có 1.500.000 thôi. Còn anh chị mình mua kèm cục pin, nó không có pin sao xài, một máy kèm một cục pin 3A và một cục sạc S20 như vậy là chỉ có 2.050.000. 2.050.000 là anh chỉ có một máy, một pin 3A, một cục sạc, đúng không? Tức là pin với sạc mới có 550.000, quá rẻ đúng không? Còn anh chị mình muốn lên 4A nha, 4A xe tăng 2.150.000, ok anh chị, 2.150.000 hoặc là 2.050.000 hoặc là 1.500.000, anh chị chọn nào cũng được ha, có pin hoặc không có pin, 3A hoặc 4A. Rồi xong cái rửa xe không, tới cái nữa là cái cưa xích. Cái cưa xích thì thật sự nó không giống như thằng này thôi, nó giống y chang, tại hai thằng này giá bằng nhau ha. Đó, thì ví dụ như anh chị mình mua một cái thân máy không là nhiêu tiền, 1.550.000 tặng cục pin 3A ha, tặng cục pin 3A anh chị, một cái thân máy này thôi. Đó, một thân máy thì tặng cục pin theo là chưa có sạc. Một máy một pin mới có 1.500.000 anh chị. Còn anh chị mình mua ví dụ như ok 2.1 triệu thì một máy kèm một pin 3A kèm một sạc, tặng thêm cục pin 3A nữa, 2.2 triệu thì một pin 4, một pin 3, cục pin 3 là tặng mà, đúng không? Rồi ok vậy ha, 2.2 triệu là hai cục pin,
một cục sạc ha, một pin 3, một pin 4. Rồi nói chung là hơi gói xíu rồi đúng không? Bắt đầu nó nhiều rồi, nhiều rồi. Rồi tới cái máy quen 1385 như vậy. 1385 anh chị, thấy không? 1385 Pro có đầy đủ các tính năng anti kickback, rồi tạo xung, rồi ba chức năng, rồi có chức năng Eco Turbo. Nói về tính năng cho anh chị mình coi sơ sơ nha. Ví dụ như bình thường anh chị mình bấm cái dài, mình thấy nó chạy cái tốc dài, mình nhấn cái nữa, thấy không? Eco Turbo ở đây nè, đó nó mạnh hơn nè anh chị, thấy không? Turbo là nó mạnh nè, đó còn nhấn đây nó chạy yếu lại, đó. Rồi ở đây bên này anh chị mình thấy cái chức năng nó là có chức năng tạo xung, tạo xung là để lên mồi trên bề mặt cứng nó không bị chạy tâm thôi, đơn giản vậy. Đó còn anh chị mình không thích nhấn cái nó mất chức năng tạo xung, thấy không? Rồi nó có chức năng anti kickback, gặt cái là ngắt. Đó thì anh chị mình thấy đầy đủ các tính năng trên máy này. Thì bình thường anh chị mình thấy cái máy này giá của nó là khá là cao đúng không? 1.190.000. Nhưng mà bây giờ đang giảm giá, con này nó đang giảm giá, cái thân còn lại 960 à. 960 là màu đỏ, màu vàng. Thế nó giảm giá hai màu đó, màu màu xanh này thì em tính cho anh chị mình 2.190.000 mà giờ tính 2.050.000. Ha, 2.050.000. Rồi, thêm một cái, một máy, một pin kèm một sạc. Thấy không? Một máy một pin 3A kèm một sạc, 1.740.000. Nếu lên pin 4A thêm 100. Đó là 1.840.000, thấy không? Đó, chứ đơn giản anh chị mình nữa là đang tính pin 43A, bây giờ mình lên pin 4A cộng thêm 100. Rồi, ok, xong giải quyết nó nữa. À, tới bắt đầu anh chị mình thấy những cái mã mới. Thì con 1385 này nó có kèm theo cho anh chị cái hộp. Ha, 1385 nó có kèm theo cái hộp. Rồi, anh chị mình thấy nó về một cái phiên bản này là 1385 Pro, ở hàng này giống nhau mà. Còn 1368 là con nào? À, đâu để coi đi. À đúng rồi, 1368 nè anh chị. Đây, phiên bản này là 1368 nè. Đây cũng là một cái phiên bản mới, tức là 68 niêu. Ha, 13 ly, 68 niêu, cũng ba chức năng luôn. Đó, thì hôm nào Nhi sẽ review những cái mẫu này cho anh chị mình coi. Đây là những cái mã mới về, nhìn nó cũng đẹp phải không? Đó, thì hôm nào Nhi review cho anh chị coi mấy mẫu này. Một máy, à, một pin 4A hả? Một máy kèm một pin 4A luôn, kèm một sạc luôn, thấy không? Thì 1.540.000. Còn anh chị mình xài một pin 3A thì còn 1.440.000. 1.440.000 có con máy này với cục pin cũng ngon chị, thấy không? Với lại cục sạc xài ok ngon rồi. Đó, ok, đây là những cái phiên bản mới có Eco Turbo luôn nha. Đó, Eco Turbo này nó có anti kickback không thấy hả? À, mẫu này nó không có anti kickback chị ha, nó chỉ có tạo xung thôi. À, mã này là mã mới, em chưa có nghiên cứu tới nó luôn, mới về. Rồi, thêm một cái nữa là anh chị mình thấy những cái máy bắn vít hay những cái máy bù lon. Đây, bắn vít thì anh chị mình thấy là CV250G3 và CV250 cái hệ Gen 3 đèn tròn, một cái là đèn dưới, một cái là đèn trên. Thì hai thằng này giá đó này có khuyến mãi về thân máy, còn cái mẫu này thì nó lại không khuyến mãi thân máy mà khuyến mãi vô bộ. Ví dụ như giờ hai thằng này nếu khuyến mãi về bộ á, giá nó sẽ bằng nhau anh chị. Chuyên dít 250 ha, hai mẫu này là đều 250, thì một máy kèm một pin 3A và một sạc thì hai mẫu bằng nhau. 1.740.000 một bộ, một máy một pin một sạc, ok, pin 3A còn thêm một pin 4A thêm 100 ha, ok. Thêm một cái nữa là cái mẫu này là CV250 Blade, cục pin đâu rồi, 250 Blade. Mẫu này là 250 Blade thì nó cũng có hai màu anh chị, mấy mã này là nó có hai màu, màu xanh và màu xám nha. Đèn trên nè, vừa bù lon vừa dít. Đó, anh chị nào vừa thích bù lon dít luôn, chơi một lượt thì ok, mình chơi mẫu này. Đó, lực là 250 niêu, thân nhỏ gọn nhưng mà mẫu này xài rất là chuẩn tâm ha. Giá nó một máy, một pin kèm một sạc là 1.800.000, pin 3A ha, lên pin 4A thành 1.900.000. Ok ha, có nhiều cái tính năng, mấy mẫu này tính năng nhiều lắm anh chị, tính năng chạy chậm chậm, hết lực tự ngắt đồ các kiểu có hết ha. Rồi, ở bên này anh chị mình sẽ thấy tới cái 380. Đó, 380 Blade. Một máy kèm một pin kèm một sạc và có thêm cái hộp ha, một máy kèm một pin và một sạc có thêm cái hộp.
giá 1.700.000. 1.700.000 con bù lon 380 blade thì anh chị chơi cũng ngon rồi. Một máy kèm một pin và một sạc 380. Mẫu này nó có màu xám, hôm trước có màu xanh nhưng mà lần này chỉ về màu xám anh chị. Ha, đầu này là 2-in-1 thì anh chị mình có thể vừa bắn vít, vừa khoan, vừa mở bù lon. Nói chung là cái hệ này là hệ đời mới. 380 mẫu này thì ngon, blade dòng blade khá là ngon. Anh chị mình có thể xài mở mở xe, bánh xe, rồi xe 7 chỗ, xe 16 chỗ nó cũng mở được ấy. Nhưng mà có những chiếc nó mở, nó xiết quá nặng thì mở không ra thôi. Chứ thực sự về nguyên tắc là máy này mở xe 16 chỗ, xe bán tải là mở được. Đó, giá bán của nó là anh chị mình thấy 1.700.000, một máy một pin một sạc. Lên thêm pin thì thành 1.800.000. Ok ha. Rồi, tới những cái sản phẩm anh chị nói, tôi muốn mở tay ga cho nó mạnh, cho nó dư lực. Ok, mình nhảy lên tới cái phiên bản màu vàng là 550 niu. 550 niu, một máy một pin một sạc với lại cái hộp luôn, có hộp đựng luôn ha. Cái phiên bản này có hộp, có những phiên bản có hộp và có những phiên bản không có hộp. Không, bình thường nó chỉ hộp giấy, nhưng mà bây giờ lên bộ là anh chị mình được tặng thêm cái hộp. Ok ha, một máy một pin một sạc, nếu chọn pin 3A còn 1.740.000, còn nếu chọn pin 4A thêm 1.840.000 anh chị. Đó, 550 niu là anh chị mở được gì? Xe tay ga, xe bán tải, xe 16 chỗ là mấy cỡ đó anh chị dứt đồ thoải mái. Đôi khi con này nó còn hơi yếu yếu lực tí xíu 380 niu, nhưng mà tới con này bắt đầu nó mạnh dữ dằn rồi đó. Không, nó mạnh là mở dư rồi đó. Ok, 550 niu anh chị ha. Rồi, tới thêm một cái sản phẩm nữa là cái máy 13100 ha. 13100 này á thì phiên bản nó là hộp giấy ha. Phiên bản này là hộp giấy, một máy một pin một sạc 1.740.000. 1.740.000 tức là nó ngang bằng với con này anh chị ha. 1.740.000 còn lên pin thì cộng trăm. Ok, là này phiên bản là 13100 blade ha. Đó, ok, hộp giấy nha. Rồi, cuối cùng là một cái phiên bản nữa là cái máy khoan 1390 CB. 1390 CB là nó là cơm bắt là nhỏ gọn, tức là 13 ly 90 niu. À, phiên bản này thì nó có chức năng tạo xung. À, nó có chức năng tạo xung. Thì thật sự anh chị mình thấy với những cái cỡ này anh chị đi làm công trình hay dân dụng đồ anh chị mình xài dư rồi. Nhưng mà phiên bản anh chị nhìn nó rất là nhỏ gọn, nhìn rất là đẹp. Đế tông sau này nó cải tiến anh chị nhìn thấy rất là hay đúng không? Rồi, một máy một pin một sạc 1.340.000 là giá rất là rẻ nha. Một máy một pin một sạc 1.440.000, 1.440.000. Đó, nhưng mà anh chị lên pin thì thành 1.550.000, 1.540.000. Còn bình thường pin 3A thì cứ 1.440.000 là có bộ máy anh chị mình thấy cũng ok rồi. Rồi, thứ nhất đó là những cái chương trình của Hồng Nhiên, nhưng mà trong cái ngày mai còn lại một ngày anh chị mình nhớ cái chương trình của Hồng Nhiên ra. Nhớ cái chương trình là ok, Hồng Nhiên giảm giá 10% cho các sản phẩm Deton, Hukan, Amatone. Những sản phẩm nào Hồng Nhiên thanh lý rồi không áp dụng cho chương trình khuyến mãi 10%. Nhưng mà những cái sản phẩm trong anh chị phải xem cái chương trình này được. Ok, anh chị mình được giảm 10%, anh chị phải nói với bạn nhân viên tới bạn áp dụng cho anh chị. Giảm 10% trong cái chương trình này nó đã lắm. Còn những cái này giống như là chạy chương trình rồi không có 10% nữa. Không, những cái máy thanh lý, cái than đồ kiểu là không có 10% nữa anh chị ha. Những cái thanh lý đã, Hồng Nhiên đã nói thanh lý rồi. Copper, Oshima đồ là không còn gì để mà giảm nữa. Anh chị thông cảm ha. Không mà Deton, Hukan, máy rửa xe. Đó, ok, 10% anh chị phải coi tới cái đoạn này. Anh chị mình báo nhân viên, bởi vậy mới nói là coi video của Hồng Nhiên, anh chị phải xem cho nó hết. Thả cho online, nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video ha. Cảm ơn anh chị rất nhiều, luôn luôn ủng hộ Hồng Nhiên trong cái chương trình này. Bây giờ Hồng Nhiên xin chào, hẹn gặp lại anh chị vào những chương trình kế tiếp. Ok, cảm ơn, xin bye bye.